tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Trong bản tin ngày 15 tháng 5 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Trong chiến dịch tranh cử ở tỉnh Ontario, các đảng Ontario hứa hẹn tăng cốt khoản tiền ODSV và OW và đầu tư vào nghệ thuật. Những địa điểm và thời gian tốt nhất để ngắm siêu trăng hoa máu, Super Flower Blood Moon hiếm có ở tỉnh Ontario. Phúc lợi dành cho người lao động Canada lên đến 2.400 đô la và cách đăng ký cho phúc lợi này. Người dân đã biểu tình để phản đối luật ngôn ngữ Quebec Bill 96. Giá xăng tiếp tục tăng trên khắp Canada. Khu vực GTA phải trả hơn 2 đô la một lít, trong khi thành phố Vancouver thì có thể trả 2,34 đô la mỗi một lít. Tại sao COVID-19 là nghi phạm chính trong các trường hợp viêm gan nặng ở trẻ em trên toàn thế giới? Tổng thống Zelensky thông báo máy bay quân sự Nga thứ 200 bị bắn rơi. Cập nhật vụ xả súng ở Buffalo, 10 người tử vong trong vụ tấn công tại siêu thị ở bang New York. Những người ủng hộ quyền phá thai xuống đường biểu tình trên khắp Hoa Kỳ. Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023 do tình hình dịch Covid-19 trong nước. Phụ nữ Hàn Quốc đi đông lạnh trứng vì chi phí nuôi con tăng cao, chưa sẵn sàng làm mẹ. Kể từ ngày 15 tháng 5, Việt Nam chính thức dừng xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh. Cầu thủ bóng đá Messi là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới. Và trong bản tin chi tiết sẽ có những bản tin đáng chú ý khác. Mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Chiến dịch tranh cử chức lãnh đạo ở tỉnh Ontario Đảng Tự Do và Đảng Dân Chủ mới hứa hẹn sẽ tăng cường đầu tư vào nghệ thuật và văn hóa. Đảng Tự Do và Đảng NDP của Ontario đang hứa hẹn sẽ tăng mạnh chi tiêu cho lĩnh vực nghệ thuật, lĩnh vực mà họ nói rằng nguồn tài trợ vốn đã cạn kiệt từ trước khi đại dịch COVID-19, làm đóng cửa các phòng trưng bày và hủy các buổi hòa nhạc. Nền tảng NDP cam kết sẽ làm ổn định nguồn tài trợ hàng năm cho Hội đồng Nghệ thuật Ontario và Công ty Phát triển Truyền thông Ontario trong khi đảng tự do cho biết họ sẽ khôi phục tài trợ cho nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa. Đảng tự do ước tính chi phí khôi phục tài trợ là 25 triệu đô la mỗi năm, bắt đầu từ năm 2023 và 2024. Ngoài 5 triệu đô la cho quỹ văn hóa bản địa, khoản mà chính phủ của ông Doug Ford đã loại bỏ vào năm 2019, khi họ tìm cách giảm thâm hụt ngân sách. Còn nền tảng của đảng NDP cho biết đảng sẽ thành lập quỹ 500 triệu đô la trong suốt 5 năm để tương xứng với khoản đầu tư của ngành truyền hình và điện ảnh. Còn đảng bảo thủ cấp tiến, một phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố, các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng của đảng này bao gồm các sáng kiến cộng đồng, văn hóa và giải trí. Thủ hiến đất Ford và đảng PC cũng đã đầu tư gần 1 triệu đô la để mở rộng đào tạo tại chỗ cho 350 thanh niên trong các ngành công nghiệp sáng tạo như điện ảnh, âm nhạc, trò chơi và hoạt hình. Sáng kiến này tập trung vào thanh thiếu niên trên 16 tuổi bị khuyết tật mới đến Ontario là người bản địa hoặc là người da đen. Lãnh đạo đảng NDP của tỉnh Ontario là bà Andrea Haworth cũng đã cam kết rằng đảng sẽ tăng gấp đôi các khoản thanh toán cho chương trình hỗ trợ người khuyết tật Ontario, ODSP và Ontario Works, OW, trong năm thứ hai của chính phủ nếu được bầu và cho biết đảng NDP nếu được bầu sẽ tăng các khoản thanh toán ODSP và OW lên 20% trong năm đầu tiên cầm quyền. Mức tăng gấp đôi trong năm thứ hai sẽ được tính theo con số của năm 2022. Các khoản này đã được giữ nguyên kể từ năm 2018, với một người đủ điều kiện cho ODSP có thể nhận được lên tới 1.169 đô la một tháng cho các nhu cầu cơ bản và nơi ở. Những người ủng hộ thì nói rằng con số này là quá thấp. Còn đảng Tự do đã hứa sẽ tăng tỷ lệ ODSP lên 10% trong năm nay, 10% nữa vào năm sau và 2% mỗi năm sau đó. Đảng Green đã nói rằng họ sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ ODSP. Trong khi đó, đảng Bảo thủ cấp tiến đã hứa sẽ tăng hỗ trợ lên 5%, một cam kết không có trong ngân sách gần đây của họ vốn đang đóng vai trò là nền tảng của họ. Lãnh đạo PC ông Doug Ford đã cho biết đảng của ông sẽ chi 425 triệu đô la cho mức tăng 5% và ban hành luật để tăng ODSP hàng năm. Phúc lợi cho người lao động ở Canada sẽ cho những người Canada đủ điều kiện lên đến 2.400 đô la. Chính phủ liên bang đã cập nhật quyền lợi người lao động Canada, Canada Workers Benefit CWB, vào năm 2021 và hiện nay, hơn 3 triệu người Canada đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế được hoàn lại này, Quyền lợi người lao động Canada CWB sinh ra để giúp bổ sung thu nhập của những người Canada có thu nhập thấp. Đối với các gia đình Canada đủ điều kiện, họ có thể nhận được tới 2.400 đô la, trong khi các cá nhân độc thân đủ điều kiện có thể nhận được số tiền tối đa là 1.400 đô la. Ai đủ điều kiện? Dành cho những người có thu nhập từ việc làm, là cư dân của Canada trong suốt cả năm. Từ 19 tuổi trở lên vào ngày 31 tháng 12, hoặc sống với vợ hoặc chồng hoặc người common law của họ hoặc là con của họ. Bạn không đủ điều kiện nhận quyền lợi cho người lao động Canada (CWB) nếu bạn là sinh viên toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục trong hơn 13 tuần trong năm, trừ khi vào ngày 31 tháng 12 bạn có một người phụ thuộc đủ điều kiện bị giam trong nhà tù hoặc cơ sở tương tự trong thời gian ít nhất 90 ngày trong năm. Không phải trả thuế ở Canada vì bạn là viên chức hay người phục vụ của một quốc gia khác, hoặc bạn là thành viên gia đình hoặc nhân viên của một người có chức vụ đó. Bạn có thể nhận được bao nhiêu? Quyền lợi người lao động Canada hiện được chia thành hai phần, số tiền cơ bản và phần bổ sung cho người khuyết tật. Kể từ khi mở rộng tính đủ điều kiện, chính phủ Canada đang cung cấp quyền lợi cho người lao động Canada cho những người có thu nhập lên đến 32.244 đô la. Với tư cách là những người Canada độc thân, không có con cái, 42.197 đối với gia đình có một nguồn thu nhập và mức là 56.197 với các gia đình có hai nguồn thu nhập. Việc mở rộng cũng bao gồm một điều khoản mới dành cho chính phủ liên bang cho phép những người có thu nhập phụ trong các cặp vợ chồng loại trừ tới 14.000 đô la trong thu nhập từ việc làm của họ khi tính toán lợi ích, cho phép họ được hoàn thuế một cách hào phóng hơn. Số tiền cơ bản tối đa mà người Canada có thể nhận được là 1.395 đô la với một cá nhân độc thân, còn mức là 2.403 đô la đối với gia đình. Số tiền tối đa cho khoản bổ sung khuyết tật là 720 đô la cho các cá nhân và gia đình. Làm thế nào để đăng ký và khi nào bạn nhận được CWB? Những người Canada đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế được hoàn lại nên yêu cầu chương trình CWB này cùng lúc họ hoàn thành các khoản thuế thu nhập cá nhân của mình. Người Canada có thể yêu cầu trả trước lên đến một nửa đối với khoản hỗ trợ này. Các khoản thanh toán thường được gửi vào ngày thứ năm của các tháng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng Giêng. Thành phố Toronto đã chọn được loài cây đại diện cho thành phố. Người dân của thành phố Toronto đã chọn cây sồi, tức là cây Úc, là cây đại diện cho thành phố. Thị trưởng John Tory cùng với Ủy viên Hội đồng Jennifer McAfee, Chủ tịch Ủy ban Cơ sở Hạ tầng và Môi trường, đã công bố loại cây chính thức của thành phố tại công viên Cedar Ridge vào chiều thứ Bảy. Cây sòi đã được lựa chọn bởi một cuộc bỏ phiếu công khai được tổ chức từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Nhân viên của thành phố Toronto đã tham gia với các đại diện của người bản xứ để chọn ra bốn loại cây hàng đầu. Đại diện cho thành phố để công chúng bình chọn. Danh sách bao gồm cây bạch dương, cây phong, cây sồi và cây thông. Gần 11.000 phiếu bầu đã được nhận với cây sồi, nhận được 47% phiếu bầu. Cây phong thì ở vị trí thứ hai với 31%, cây bạch dương 14% và cây thông nhận được 8% phiếu bầu. Cây sồi sẽ trở thành một phần của các biểu tượng chính thức của thành phố, hiện bao gồm lá cờ, quốc huy và chuỗi văn phòng của thị trưởng. Trong khi đó, ở tỉnh bang Alberta, thành phố Calgary đã tìm được loài chim đại diện cho thành phố. Sau khi thu thập được hơn 36.000 phiếu bầu, thành phố Calgary đã công bố loài chim sẽ chính thức đại diện cho thành phố. Đó là chú chim vành khuyên đen Black Cap Chickadee. Chú chim nhỏ đứng đầu trong số 5 loài chim, chiếm 44% phiếu bầu. Chim chích chòe mỏ đen Black Billed thì đứng thứ hai với 24% phiếu bầu. Chim chích chòe phương Bắc Northern Flicker đứng thứ ba. Trong khi chim giả cùi xanh Blue Jay đứng thứ tư và chim chích chòe ngực đỏ Red Breast Nuthatch đứng thứ năm. Tỉnh Quebec trở thành tỉnh cuối cùng dỡ bỏ quy định khẩu trang. Tỉnh Quebec là tỉnh đầu tiên ở Canada áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang sau khi đại dịch COVID-19 tấn công. Và vào thứ Bảy, nó đã trở thành tỉnh cuối cùng cho phép người dân bỏ khẩu trang ở hầu hết các địa điểm công cộng trong nhà. Tuy nhiên, đeo khẩu trang vẫn là bắt buộc trên các phương tiện công cộng và trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Những người bị nhiễm Covid-19 sẽ phải đeo khẩu trang nơi công cộng trong khi họ hồi phục và các công ty có thể đặt ra các quy tắc riêng tại nơi làm việc. Bộ trưởng Y tế, ông Christian Dubé cho biết một số người Quebec sẽ tiếp tục đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sự lựa chọn cá nhân của họ cần được tôn trọng. Những người dễ bị tổn thương vẫn nên đeo khẩu trang, bao gồm cả những người bị suy giảm miễn dịch. Để tôn trọng những người dễ bị tổn thương nhất, 1.900 hiệu thuốc của tỉnh đang yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang khi họ đến gần quầy thuốc. Cũng tại tỉnh Quebec, người biểu tình đang phản đối luật ngôn ngữ Quebec Bill 96 những người biểu tình đã tràn qua trung tâm thành phố Montreal để phản đối dự luật ngôn ngữ gây tranh cãi của tỉnh Quebec vào thứ bảy, yêu cầu loại bỏ dự luật này để bảo vệ quyền của người nói tiếng Anh, những người không nói tiếng Anh hay tiếng Pháp và cộng đồng bản địa. Những người biểu tình đã tập hợp tại Dawson College trước khi diễu hành hơn 2 km đến văn phòng của thủ hiến François Legault, đã đưa ra lời kêu gọi kéo dài 11 giờ, chống lại đạo luật nhằm củng cố hiến chương pháp ngữ của tỉnh dự luật 96 dự kiến sẽ được thông qua trong tháng này sẽ đặt ra các yêu cầu về ngôn ngữ khắc khe hơn đối với nơi làm việc và các thành phố tự trị. Nó cũng tìm cách hạn chế việc sử dụng tiếng Anh trong tòa án và các dịch vụ công. Cấp quyền khám xét và thu giữ mà không cần lệnh cho cơ quan quản lý ngôn ngữ của tỉnh Khôi Bắc và giới hạn đăng ký tại các trường cao đẳng tiếng Anh cơ sở được gọi là CCAP, nơi sinh viên sẽ phải học thêm các khóa học bằng tiếng Pháp Tại tỉnh British Columbia, những người ủng hộ quyền phá thai biểu tình ở Vancouver. Khoảng 100 người đã xuất hiện trong thời tiết mưa gió để tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ quyền phá thai ở trung tâm thành phố Vancouver vào hôm thứ Bảy. Sự kiện được lên kế hoạch song song với hàng trăm cuộc biểu tình tương tự trên khắp Hoa Kỳ và Canada sau khi dự thảo phán quyết bị rò rỉ từ tòa án tối cao Hoa Kỳ. Tại tỉnh Ontario, hàng trăm người đã được ra lệnh rời khỏi nhà ở thành phố Kenora khi nước lũ tiếp tục dâng cao. Một thành phố ở phía tây bắc tỉnh Ontario đã ban hành lệnh tạm di tản để đối phó với nguy cơ lũ lụt dự kiến sẽ gia tăng trong những ngày tới. Các quan chức ở thành phố Kenora của tỉnh đã ban hành lệnh di tản vào hôm thứ Sáu, nhưng cho biết nhiều người dân được khuyến khích rời khỏi nhà của họ vào sáng nay khi một số con đường trong khu vực đã bị đóng cửa do lo ngại về an toàn tuyên bố của thành phố cho biết hàng trăm cư dân dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh này. Mực nước trên Lake of the Woods, Winnipeg River và Black Sturgeon Lake dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 5 đến 7 ngày tới. Thưa quý vị, giá xăng tiếp tục tăng trên khắp Canada. Giá xăng trên toàn quốc đang tiếp tục tăng cao vào cuối tuần này và các tài xế ở Vancouver có thể phải trả 2,34 đô la một lít tại các trạm bơm xăng các số liệu cho thấy giá xăng thường trung bình trên toàn quốc đã đạt mức 1,95 đô la mỗi một lít vào chiều thứ Bảy, với mức trung bình của tỉnh đạt mức 2,15 đô la ở tỉnh bang Newfoundland và 2,11 đô la ở tỉnh BC. Vào thứ Sáu, thì Thủ tướng BC John Hogan cho biết giảm thuế sẽ là một kế hoạch ngắn hạn mà chỉ mang lại một khoản cứu trợ khiêm tốn. Ông cho biết, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính đưa ra một số sáng kiến vì đây không phải là vấn đề ngắn hạn. Cho đến lúc đó thì ông khuyến khích người dân phải giảm chi phí đi lại nếu có thể. Trong khi đó, ở khu vực đại đô thị Toronto, lần đầu tiên các tài xế phải trả hơn 2 đô la cho một lít xăng. Giá xăng đã đạt mức cao mới vào sáng thứ Bảy, lên tới 2,029 đô la mỗi một lít sau khi tăng 5 cent vào lúc nửa đêm và dự kiến sẽ tăng thêm 6 cent nữa vào Chủ nhật. Một số chuyên gia tin rằng giá có thể đạt mức 2,10 đô la mỗi một lít vào tuần lễ Long Weekend của Victoria Day. Cũng tại Ontario, các trạm bơm xăng ở thành phố Ottawa đã bán xăng với giá 2,029 đô la mỗi một lít, lập kỷ lục mới về giá xăng. Giá đã tăng 5 cent mỗi một lít sau một đêm. Trong khi đó, giá xăng trung bình ở thành phố Calgary cho mỗi một lít xăng thường là khoảng 1,70 đô la tăng so với mức 1,63 đô la được ghi nhận vào thứ hai, nhưng vẫn cao hơn khoảng 20 cent mỗi một lít so với mức trung bình trên toàn quốc. Đứng trước tình hình giá xăng tăng cao, Thủ hiến Jason Kenney nói rằng ông không loại trừ khả năng đưa ra thêm gói hỗ trợ để giúp đỡ người dân. Sau đây là những địa điểm và thời gian tốt nhất để ngắm siêu trăng hoa máu hiếm có ở tỉnh Ontario. Hiện tượng nguyệt thực sắp xảy ra và người dân ở Ontario có vị trí độc nhất để xem thứ được gọi là siêu trăng hoa máu, Super Flower Blood Moon vào đêm chủ nhật này. Tại sao gọi là Super Flower Blood Moon Eclipse? Hiện tượng này được gọi là siêu trăng hoa máu vì vào lúc đó, mặt trăng sẽ ở gần chúng ta nhất theo quỹ đạo của nó và nó diễn ra vào tháng 4, tháng 5 là thời điểm hoa bắt đầu nở rộ. Bạn có thể thấy hiện tượng này vào lúc nào? Mặc dù nguyệt thực sẽ kéo dài vài giờ vào chủ nhật, nhưng có một vài thời điểm bạn nên chú ý. Đó là vào 9 giờ 30 tối. Nếu bạn ra ngoài vào lúc 9 giờ 32 thì khi nhật thực chính thức bắt đầu bạn sẽ không thể nhận thấy nhiều sự khác biệt. Thời điểm tiếp theo là 10 giờ 30 tối. Vào lúc 10 giờ 27 phút là khi nhật thực một phần bắt đầu vì vậy, mọi người nên đi ra ngoài ngay trước 10 giờ 30 tối để thực sự có thể nhìn thấy bóng đen trên mặt trăng. Tiếp theo là 11 giờ 30 tối. Nguyệt thực toàn phần khi mặt trăng sẽ có màu đỏ cam sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 30 tối cho đến gần 1 giờ sáng. Nó sẽ kéo dài 85 phút. Đây là lần nguyệt thực dài nhất kể từ năm 2007. Mưa có ảnh hưởng gì tới sự kiện này không? Thời tiết sẽ là cản trở lớn nhất trong việc chứng kiến sự kiện vào cuối tuần này, chỉ cần có mây đen là bạn không thể nhìn thấy sự kiện này rồi nhưng nếu chỉ có một chút mây thì nhìn chung là chúng ta vẫn có thể thấy được có thể nói là chúng ta chỉ biết hy vọng là mây đen không kéo tới bạn có cần thiết bị đặc biệt nào để xem không không giống như nhật thực khi bạn cần có kính bảo vệ để nhìn mặt trời một cách an toàn bạn thì không cần gì để ngắm nhìn nguyệt thực cả nếu bỏ lỡ sự kiện lần này thì bao giờ mới có thể thấy lại sự kiện này chắc chắn sẽ xảy ra một lần nữa trong cuộc đời của chúng ta, nhưng khả năng cao là sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Có thể bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng này trong năm hoặc là sáu năm nữa. Xem ở đâu là rõ nhất. Điều tuyệt vời nhất về nguyệt thực toàn phần là bạn sẽ không phải đi xa để có thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng này. Thực ra thì bạn không cần đi đâu để ngắm nhìn nó cả. Bạn có thể chứng kiến hiện tượng này ở khắp nơi trên Ontario, nhưng tất nhiên là những nơi có bầu trời quang đảng sẽ nhìn dễ hơn. Đối với các bạn fans của hockey, bộ môn khúc công cầu, đội Edmonton Oilers đã chiến thắng, trong khi Toronto Maple Leafs thì bị loại khỏi vòng loại trực tiếp playoffs. Đội Tampa Bay Lightning đã đánh bại Toronto Maple Leafs 2-1 trong game 7 và thứ bảy, giành chiến thắng trong loạt trận playoff vòng đầu tiên của họ với tỷ số 4-3. Bất chấp những nỗ lực của mình, Toronto Maple Leafs một lần nữa không thể vượt qua để thay đổi hồ sơ thất bại liên tục trong các trận playoff. Trong khi đó thì cầu thủ Connor McDavid của Edmonton Oilers đã có một bàn thắng và một cú assist cho đội Edmonton Oilers với chiến thắng 2-0 trong game 7 trước đội khách Los Angeles Kings vào thứ bảy để tiến vào vòng thứ hai của playoff Stanley Cup. Tại sao COVID-19 là nghi phạm chính trong các trường hợp viêm gan nặng ở trẻ em trên toàn thế giới? Các trường hợp viêm gan cấp tính nghiêm trọng không rõ nguyên nhân ở trẻ em tiếp tục xuất hiện ở Canada và khắp nơi trên thế giới. Và trong khi các quan chức y tế ráo riết tìm kiếm nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn này, các nhà nghiên cứu đang chỉ ra mối liên hệ có thể xảy ra liên quan với COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, hiện có ít nhất 348 trường hợp có khả năng mắc bệnh viêm gan cấp tính nặng hoặc là viêm gan ở trẻ em đang được điều tra trên toàn thế giới mà không phải virus viêm gan thông thường hoặc bất kỳ nguồn rõ ràng nào khác gây ra. Tại Canada thì hơn một chục trường hợp có khả năng xảy ra đã được báo cáo trên nhiều tỉnh kể từ khi cơ quan y tế công cộng Canada đã xác nhận vào đầu tháng này. Trong khi một cuộc điều tra ban đầu từ các quan chức y tế Vương quốc Anh nhấn mạnh các mối liên hệ có thể có với adenovirus, là một họ virus thường được biết đến là gây ra bệnh cảm nhẹ hoặc là giống cúm, các nhóm toàn cầu cũng đang nghiên cứu các tác động tiềm ẩn từ SARS-CoV-2, là loại virus sau Covid-19. Nhưng một nghiên cứu trường hợp gần đây của Mỹ được công bố trên tạp chí Khoa học tiêu hóa và dinh dưỡng nhi khoa đã phân tích một bé gái 3 tuổi khỏe mạnh trước đó bị suy gan cấp tính vài tuần sau khi hồi phục sau nhiễm COVID-19 nhẹ. Tiến sĩ Anna Peters là bác sĩ về tiêu hóa nhi tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Nhi Cincinnati cho biết Bệnh nhân có kết quả sinh thiết gan và xét nghiệm máu phù hợp với một loại viêm gan từ miễn dịch có thể được kích hoạt bởi nhiễm COVID-19. Đây là một tình trạng hiếm gặp có thể xảy ra trong hoặc là sau khi nhiễm COVID-19, đều quan trọng là phải kiểm tra các xét nghiệm gan ở những bệnh nhân không cải thiện như mong đợi. Bác sĩ Peter cũng cho biết, cha mẹ không nên hoảng sợ mà hãy đến gặp bác sĩ nhi hoặc là bác sĩ chăm sóc chính nếu còn họ bị bệnh, chẩn đoán kịp thời và cung cấp dịch vụ chăm sóc hỗ trợ là chìa khóa để hồi phục. Bác sĩ Peter cho biết, bệnh nhân trong nghiên cứu trường hợp này đã hồi phục sau khi điều trị và không cần ghép gan. Nhưng trường hợp này có thể tương tự như các trường hợp được báo cáo ở Anh và trên toàn cầu. Bác sĩ Peters là tác giả chính của nghiên cứu này nói rằng, mặc dù không thể chứng minh rằng COVID-19 trực tiếp gây ra bệnh gan trong trường hợp này, nhưng có thể virus đã kích hoạt một phản ứng miễn dịch bất thường, sau đó tấn công gan. Cũng trong một nghiên cứu mới các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm ra lý do tại sao trẻ sơ sinh chết vì bệnh SIDS. Một nghiên cứu mới và đột phá đã xác định chính xác điều mà các nhà nghiên cứu tin là nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh tử vong do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, được gọi tắt là SIDS. Các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Nhi đồng Westmead ở Sydney, Úc, đã phát hiện ra rằng mức độ hạ thấp của một loại enzyme nhất định, được gọi là vitrocholinesterase, gọi tắt là BCHE. có thể giải thích dẫn đến khiến một số trẻ không giật mình hoặc là thức giấc nếu chúng ngừng thở khi ngủ. Nghiên cứu được công bố trong ấn bản mới nhất của The Lancet e-Biomedicine số ra tháng 6 năm 2022. Trong nhiều năm, các chuyên gia y tế đã nghi ngờ rằng bệnh SIPS là do khiếm khuyết của phần não kiểm soát sự kích thích từ giấc ngủ và hơi thở. Theo Mayo Clinic, họ đưa ra giả thuyết rằng nếu một đứa trẻ ngừng thở khi đang ngủ, thì khiếm khuyết sẽ khiến đứa trẻ này không thể thức dậy được. Các nhà nghiên cứu ở Sydney đã xác nhận lý thuyết này bằng cách phân tích các mẫu máu khô của 722 trẻ được lấy trong quá trình thử nghiệm chích ngón chân ở trẻ sơ sinh. 655 trong số các xét nghiệm là từ trẻ khỏe mạnh, trong khi có 26 trẻ chết vì bệnh SIDS và có 41 trẻ chết do các nguyên nhân khác lúc sơ sinh. Họ phát hiện ra rằng trẻ sơ sinh bệnh SIT có mức BCHE thấp hơn là loại enzyme được biết đến với khả năng trong hệ thống kích thích não bộ. Theo số liệu của thống kê Canada từ năm 2015 đến năm 2020, khoảng 1.700 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi tử vong ở Canada mỗi năm. Trung bình thì một trong số 15 trường hợp tử vong xảy ra khi trẻ sơ sinh đang ngủ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video đến cho nhiều người xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Quân đội Nga rút khỏi thành phố Kharkiv Tổng thống Zelensky thông báo máy bay quân sự Nga thứ 200 bị bắn rơi. Cập nhật xả súng ở Buffalo, 10 người tử vong trong vụ tấn công tại siêu thị ở bang New York. Milwaukee ban hành lệnh giới nghiêm cho thanh thiếu niên sau khi 21 người bị thương trong 3 vụ xả súng. Những người ủng hộ quyền phá thai xuống đường biểu tình trên khắp Hoa Kỳ. Dòng tweet của Tổng thống Biden khiến tỷ phú Amazon đáp trả gay gắt Yêu cầu ban quản lý thông tin sai lệch vào cuộc. Triều Tiên báo cáo 42 người tử vong do Covid-19 trong bối cảnh phong tỏa trên cả nước. Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023 do tình hình dịch bệnh trong nước. Phụ nữ Hàn Quốc đi đông lạnh trứng vì chi phí nuôi con tăng cao, chưa sẵn sàng làm mẹ. Từ ngày 15 tháng 5, Việt Nam dừng xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh cầu thủ bóng đá Messi là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới. Sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Diễn biến cuộc chiến tại Ukraine Quân đội Nga đã rút khỏi Kharkiv mà đã bị tấn công dữ dội. Quân đội Ukraine hôm thứ Bảy cho biết, quân đội Nga đang rút khỏi thành phố lớn thứ hai của Ukraine sau nhiều tuần bị pháo kích dữ dội trong khi lực lượng của Kiev và Moscow đang tham gia vào một trận chiến khốc liệt ở phía đông của Ukraine. Bộ tổng tham mưu của Ukraine cho biết, người Nga đang rút lui khỏi thành phố Kharkiv ở phía đông bắc và tập trung vào việc canh gác các tuyến đường tiếp tế, đồng thời tiến hành các cuộc không kích bằng súng cối, pháo binh và các cuộc không kích vào khu vực phía đông Donetsk nhằm làm tiêu hao lực lượng Ukraine và phá hủy các công trình quân sự. Tổng thống Zelensky cho biết, các lực lượng của Ukraine đã đạt được tiến bộ chiếm lại sáu thị trấn hoặc là làng mạc của Ukraine trong ngày vừa qua. Trong khi đó, thì các quan chức phương Tây cho biết Ukraine đã đẩy lùi các lực lượng Nga xung quanh Kharkiv, vốn là mục tiêu quan trọng của quân đội Moscow. Tổng thống Zelensky thông báo máy bay quân sự Nga thứ 200 bị bắn rơi. Trong một phát biểu qua video, Tổng thống Zelensky nói rằng các lực lượng Ukraine đã bắn rơi 200 máy bay quân sự của Nga kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố 27.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và hơn 3.000 xe tăng, xe bọc thép và máy bay không người lái bị phá hủy kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, mặc dù những con số này không thể xác minh một cách độc lập. Đặc phái viên Nga cho biết các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ đang bị FBI và CIA đe dọa và dụ dỗ. Hôm thứ Bảy, hãng thông tấn TASS đã dẫn lời ông Anatoly Antonov, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, cho biết các nhà ngoại giao Nga ở Washington đang bị đe dọa bằng bạo lực và rằng các cơ quan tình báo Mỹ cố gắng liên lạc với họ. CIA và FBI đã từ chối bình luận. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã không ngay lập tức trả lời. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chẳng đứng một thương vụ bán dinh thự vì tin chắc nó thuộc về tỷ phú Nga Abramovich. Bộ trưởng Ngoại giao Chao Cavino cho biết Bồ Đào Nha đã chặn việc bán một dinh thự sang trọng trị giá 10 triệu đô la, tức là 10,4 triệu đô la Mỹ, vì tin chắc nó thuộc về tỷ phú người Nga Roman Abramovich, người đã và đang chịu các lệnh trừng phạt vì có liên quan đến Tổng thống Putin. Cơ quan đăng ký tài sản của dinh thự trong khu nghỉ dưỡng sang trọng Quinta do Lago ở Elgraf đã bị đóng băng. Điều đó có nghĩa là nó không thể được bán, cho thuê hoặc là thế chấp theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao. Hơn 600 trẻ em đã thiệt mạng hoặc là bị thương kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược. Khoảng 600 trẻ em đã thiệt mạng hoặc là bị thương ở Ukraine do sự xâm lược của Nga kể từ giữa tháng 1, theo văn phòng Tổng Công tố Ukraine hôm thứ Bảy cho biết. Hầu hết trẻ em đã bị giết hoặc là bị thương ở vùng Donetsk, tiếp theo là vùng Kiev và vùng Kharkiv. Văn phòng tổng công tố cũng cảnh báo rằng các con số không phải là cuối cùng vì chưa thể thống kê số người chết ở các khu vực đang hoạt động chiến đấu hoặc là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ngoài ra thì hơn 1.700 cơ sở giáo dục cũng đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của quân đội Nga. Khoảng 144 cơ sở trong số đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Số người tị nạn trong cuộc chiến ở Ukraine đã vượt cột mốc 6 triệu người. Theo Liên Hiệp Quốc, kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2, hơn 6 triệu người đã chạy khỏi Ukraine. Ba Lan đã tiếp nhận phần lớn người tị nạn, hơn 3,2 triệu người, trong khi hơn 900.000 người đã đến Romania. Nhiều người khác đã chạy sang các nước láng giềng khác như là Hungary, Slovakia và Moldova. Cập nhật vụ xả súng ở Buffalo, 10 người tử vong trong vụ tấn công tại siêu thị ở bang New York. 10 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở bang New York đang bị điều tra là tội ác liên quan thù hận vì phân biệt chủng tộc. Một người đàn ông 18 tuổi đã bị bắt giữ tại hiện trường sau khi đối đầu với cảnh sát ở thành phố Buffalo. Cảnh sát đã không nêu tên anh ta. Nghi phạm bước vào một siêu thị đông đúc vào chiều thứ bảy trước khi nổ súng. Anh ta đã sử dụng một camera để phát trực tiếp vụ tấn công trực tuyến. FBI mô tả vụ xả súng vừa là một tội ác thù hận vừa là một trường hợp chủ nghĩa cực đoan bạo lực có động cơ chủng tộc. Nghi phạm được cho là đã lái xe trong vài giờ để đến khu vực chủ yếu là người da đen của thành phố. Ủy viên cảnh sát Buffalo cho biết 13 người đã bị bắn và phần lớn nạn nhân là người da đen. Ba nạn nhân bị thương đều làm việc tại siêu thị, không nguy hiểm đến tính mạng. Một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu đang làm bảo vệ tại siêu thị đã cố gắng bắn nghi phạm nhưng cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, nghi phạm mang theo một khẩu súng trường công suất lớn và mặc áo giáp cũng như đội mũ bảo hiểm. Sau đó thì anh ta đã bị buộc tội trước tòa với tội danh giết người cấp độ 1. Luật sư quận Ari sau đó cho biết, các tội danh khác vẫn có thể được đưa ra. Theo Chanel Harris là người đang làm việc trong cửa hàng khi cuộc tấn công xảy ra, nói rằng cô đã nghe thấy hơn 70 phát súng khi cô chạy thoát khỏi tòa nhà qua một cửa hậu Cửa hàng lúc đó chật kín người vì đó là ngày cuối tuần. Cảm giác như một cơn ác mộng. Cô ấy kể lại, một nguồn tin cảnh sát thì cáo buộc rằng người đàn ông này đã hét lên những lời chế nhạo chủng tộc trong cuộc tấn công. Thị trưởng Byron Brown nói với cán phóng viên rằng đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà bất kỳ cộng đồng nào phải đối mặt và chúng tôi đang bị tổn thương, chúng tôi đang sôi sụp ngay bây giờ. Cuối ngày thứ Bảy, thống đốc New York là Kathy Hochul cho biết nghi phạm là một người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng đã tham gia vào một hành động khủng bố tổng thống hoa kỳ joe biden trong khi đó đã được thông báo tóm tắt về vụ nổ súng tổng thống và đệ nhất phu nhân đang cầu nguyện cho những người đã mất và những người thân yêu của họ một tuyên bố của nhà trắng cho biết các quan chức milwaukee hôm thứ bảy đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với đối tượng là thanh thiếu niên đồng thời tiến hành các cuộc tuần tra bổ sung sau khi 21 người đã bị thương trong 3 vụ xả súng riêng biệt ở trung tâm thành phố gần một khu giải trí, nơi hàng ngàn người đã tụ tập để tham dự một trận playoff NBA. Về con số nạn nhân cụ thể, có 3 người bị thương trong vụ xả súng đầu tiên xảy ra vào lúc 9 giờ 10 tối, một người bị thương trong vụ thứ hai lúc 10 giờ 30 tối và hơn 30 phút sau, 17 người đã bị thương trong vụ mà cảnh sát mô tả là cuộc trao đổi súng giữa hai nhóm người. Cả ba vụ nổ súng chỉ cách nhà thi đấu Deer District, nơi đội bóng rổ Milwaukee Bucks đã thua Boston Celtics trong game 6 trận bán kết hội nghị miền Đông của NBA, tất cả các nạn nhân được cho là sẽ hồi phục. Thị trưởng Cavalier Johnson cho biết thành phố sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm cho khu vực trung tâm thành phố, yêu cầu tất cả mọi người từ 20 tuổi trở xuống phải ra đường trước 11 giờ đêm cho thứ bảy và chủ nhật. Milwaukee nằm trong số một vài thành phố của Hoa Kỳ chứng kiến số vụ giết người kỷ lục vào năm 2021, hầu hết đều liên quan đến súng. Danh sách còn có Philadelphia, Indianapolis và những nơi khác. Trong năm nay, thì thành phố Milwaukee đã ghi nhận 77 vụ giết người, tăng 40% so với cùng thời điểm vào năm 2021. Số vụ xả súng không gây chết người trong năm nay là 264 vụ, ít hơn 2 vụ so với cùng thời điểm một năm trước. những người ủng hộ quyền phá thai xuống đường biểu tình trên khắp Hoa Kỳ. Hôm thứ Bảy, những người ủng hộ quyền phá thai đã xuống đường trên khắp nước Mỹ để bày tỏ sự tức giận của họ trước viễn cảnh tòa án tối cao sẽ sớm bãi bỏ quyền phá thai theo hiến pháp. Những tiếng hô My Body, My Choice, tức là cơ thể tôi, sự lựa chọn của tôi, đã vang lên khi các nhà hoạt động cam kết đấu tranh cho điều mà họ gọi là quyền tự do sinh sản tại thủ đô của quốc gia hàng ngàn người đã tập trung tại đài tưởng niệm washington trước khi diễu hành tới tòa án tối cao hiện được bao quanh bởi hai lớp hàng rào an ninh từ pittsburgh đến pasadena california và nashville tennessee đến lubbock texas hàng chục ngàn người đã tham gia các sự kiện biểu tình bands of our bodies bãi bỏ lệnh cấm ra khỏi cơ thể chúng tôi các nhà tổ chức dự kiến rằng trong số hàng trăm các cuộc biểu tình này, dự kiến lớn nhất sẽ diễn ra ở Chicago, New York, Los Angeles và các thành phố lớn khác. Các cuộc thăm dò cho thấy, hầu hết người Mỹ muốn duy trì quyền tiếp cận phát thai, ít nhất là trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Nhưng tòa án tối cao dường như đã sẵn sàng để đảo ngược phán quyết vụ rô kiện quê, phán quyết mà được thiết lập nhằm hợp pháp hóa việc phát thai trên toàn nước Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, Khoảng một nửa số bang, chủ yếu ở miền Nam và Trung Tây, dự kiến sẽ nhanh chóng cấm phá thai. Dòng tweet của Tổng thống Biden khiến tỷ phú Amazon đáp trả gay gắt, yêu cầu ban quản lý thông tin sai lệch vào cuộc. Mới đây, người sáng lập Amazon là Jeff Bezos đã chỉ trích Tổng thống Biden về một dòng tweet mà Tổng thống đã viết, với nội dung cho thấy rằng việc đánh thuế các tập đoàn giàu có hơn sẽ có thể giúp giảm lạm phát tại Hoa Kỳ. Theo một dòng tweet được đăng tải vào tối thứ Sáu, Tổng thống Biden đã viết rằng Bạn muốn giảm lạm phát? Hãy bảo đảm rằng các tập đoàn giàu có nhất sẽ chi trả một khoản tiền hợp lý hơn. Tỷ phú Bezos đã trích dẫn lại dòng thuyết này và phản pháo lại rằng Ban quản lý thông tin sai lệch nên xem xét lại dòng thuyết này. Việc tăng thuế doanh nghiệp là ý kiến hay để thảo luận, trong khi kiềm chế lạm phát là việc rất quan trọng cần thảo luận. Việc trộn lẫn chúng lại với nhau là hành động đánh lạc hướng, ông nói. Nhận xét của tỷ phú Bezos được đưa ra khi lạm phát ở Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất trong 40 năm, trong bối cảnh thiếu lao động và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Vấn đề mới nhất trong số đó đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp sữa bột trẻ em. Amazon cũng nhiều lần vấp phải sự chỉ trích từ các đảng viên Đảng Dân chủ vì không trả nhiều thuế hơn. Tổng thống Biden trước đó đã chỉ trích công ty này vào tháng 3 năm ngoái, nói rằng nó và các công ty khác đã đóng thuế thu nhập bằng zero. Theo CNBC, Amazon đã nộp 162 triệu đô la Mỹ tiền thuế liên bang vào năm 2019, nhưng trước đó đã không nợ thuế cho chính phủ liên bang kể từ năm 2016. Theo báo cáo của The Wall Street Journal, hóa đơn của Amazon đã tăng lên 1,8 tỷ đô la Mỹ tiền thuế liên bang vào năm 2020 một con số có thể sẽ tăng cao hơn theo kế hoạch của Tổng thống Biden, nhằm đặt ra mức thuế tối thiểu cho các doanh nghiệp. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Triều Tiên báo cáo 42 người chết do COVID-19 trong bối cảnh phong tỏa trên cả nước. Triều Tiên hôm thứ nhật cho biết, tổng cộng 42 người đã tử vong khi nước này bắt đầu ngày thứ tư áp dụng lệnh cấm vận trên cả nước, một nỗ lực nhằm ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên bên trong quốc gia này. Tính đến thời điểm hiện tại thì Triều Tiên đã ghi nhận ít nhất 296.180 người nữa bị sốt và 15 người khác tử vong. Tổng cộng thì Triều Tiên đã báo cáo 820.620 trường hợp thuộc diện tình nghi mắc bệnh. Với trên 300.000 người vẫn đang được điều trị y tế. Một ngày trước đó thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, sự lây lan của Covid-19 đã đẩy đất nước của ông vào tình trạng hỗn loạn lớn và kêu gọi một cuộc chiến toàn lực để vượt qua đợt bùng phát. Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023 do tình hình dịch bệnh trong nước. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC hôm thứ bảy cho biết Trung Quốc sẽ không đăng cai tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2023 do tình hình Covid-19 ở trong nước. Liên đoàn bóng đá châu Á cũng cho biết thêm rằng họ sẽ quyết định về một chủ nhà mới trong thời gian thích hợp. Asian Cup, Cúp bóng đá châu Á là sự kiện được tổ chức 4 năm một lần và có sự góp mặt của 24 đội tuyển quốc gia từ khắp châu lục. Asian Cup năm nay dự kiến sẽ được tổ chức tại 10 thành phố từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm sau. Trung Quốc cho đến nay vẫn tiếp tục áp dụng chính sách Zero Covid của mình. Thượng Hải đã bị đóng cửa trong hơn một tháng, trong khi các thành phố lớn khác, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, đang phải đối mặt với hàng loạt các hạn chế bổ sung, thực hiện xét nghiệm thường xuyên và bị áp lệnh phong tỏa. Asian Cup là sự kiện thể thao quốc tế mới nhất bị ảnh hưởng bởi nỗ lực giải quyết đại dịch của Trung Quốc. Hiệp hội bóng đá Trung Quốc cũng đã từ bỏ quyền đăng cai cúp bóng đá Đông Á East Asian Football vào tháng 7. Sự kiện thể thao này hiện đã được lên kế hoạch diễn ra tại Nhật Bản. Phụ nữ Hàn Quốc đi đông lạnh trứng vì chi phí nuôi con tăng cao chưa sẵn sàng làm mẹ. Tại Hàn Quốc, ngày càng có ít phụ nữ sẵn sàng sinh con, nhưng họ cũng không gấp rút để làm điều đó. Nguyên nhân là do chi phí nhà ở và giáo dục cao ngất ngưỡng đã khiến vấn đề về tài chính trở nên bắt buộc. Để đối phó với tình trạng này, khoảng 1.200 phụ nữ độc thân chưa kết hôn đã tìm đến phương pháp đông lạnh trứng tại trung tâm y tế CHA là chuỗi phòng khám sinh sản lớn nhất Hàn Quốc. Với khoảng 30% thị phần trong lĩnh vực IVF, tức là thụ tinh trong ống nghiệm, Phương pháp đông lạnh trứng để chờ thời điểm thích hợp cho việc thụ thai là một lựa chọn ngày càng được nhiều phụ nữ trên toàn thế giới tìm hiểu. Nhưng ở Hàn Quốc, một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh sản thấp nhất thế giới, việc này ngày càng có nhiều phụ nữ sử dụng dịch vụ của CHA đã giải tỏa đáng kể gánh nặng kinh tế và hạn chế xã hội những yếu tố mà dẫn đến quyết định trì hoãn hoặc là thậm chí từ bỏ việc sinh con của họ phần lớn nguyên nhân chính của việc người hàn quốc không muốn có con là do hệ thống giáo dục có tính cạnh tranh cao và đắt đỏ khiến cho các trường luyện thi và dạy thêm đã trở thành một phần không thể thiếu của hầu hết trẻ em từ khi chúng còn nhỏ một nguyên nhân khác là do chi phí nhà ở cũng tăng cao, chẳng hạn như một căn hộ trung bình ở Seoul có giá ước tính bằng 19 năm thu nhập hộ gia đình trung bình hàng năm của Hàn Quốc, tăng so với 11 năm vào năm 2017. Nhưng ngay cả khi tài chính không phải là mối bận tâm chính, thì việc kết hôn vẫn được coi là điều kiện tiên quyết để có con ở Hàn Quốc. Trên thực tế thì trong khi phụ nữ Hàn Quốc độc thân có thể đông lạnh trứng của mình Họ vẫn không thể tiến hành hợp pháp việc hiến tinh trùng và cấy phôi trừ khi họ đã kết hôn. Một điều đáng lo ngại hơn nữa là các số liệu thống kê cho thấy, mức độ sẵn sàng có con của người Hàn Quốc đã giảm mạnh. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2020, khoảng 52% người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 không có kế hoạch sinh con sau khi họ đã kết hôn, một con số tăng vọt so với mức 29% vào năm 2015. Nữ ca sĩ Britney Spears vừa thông báo rằng cô đã mất đứa con trong thời kỳ đầu thai kỳ. Sự mất mát này đã được Spears thông báo trên Instagram vào thứ Bảy trong một bài đăng chung với người bạn đời của cô là Sam Asghari. Ngôi sao nhạc pop, người đã giành được quyền tự do cho mình sau khi thoát khỏi quyền giám hộ mà tòa án chỉ định với cô trong hơn một thập kỷ, vừa mới cho biết vào tháng Tư rằng cô ấy đang mong đợi một đứa con với Asghari. Hiện tại thì Spears đã có hai con với người chồng cũ là Kevin Federline. Một chiếc máy bay nhỏ đã rơi trên cầu Miami đâm vào một chiếc SUV. Hôm thứ Bảy, một chiếc máy bay nhỏ với ba người trên máy bay đã bị rơi trên một cây cầu gần Miami và sau đó đâm vào một chiếc SUV có ba người ngồi. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết, chiếc máy bay Cessna 172 một động cơ khởi hành từ sân bay quốc tế Fort Lauderdale, Hollywood, đi Key West. Ít lâu sau đã bị mất điện, máy bay đã bốc cháy sau khi bị rơi. Hai người trên máy bay đã được đưa đến một trung tâm chấn thương và ba người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng đã được đưa đến bệnh viện. Sở Cứu hộ Cứu hỏa Miami-Dade cho biết, cảnh sát của quận sẽ cung cấp thông tin về nạn nhân thứ sáu. Video của máy bay không người lái được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, chiếc máy bay đã bị nát vụn trên cầu Hover Inlet với một chiếc SUV bị hư hỏng gần đó. Một người đàn ông trong đoạn video đang chạy khỏi máy bay và được những người khác giúp đưa vào lề đường ngay trước khi chiếc máy bay chìm trong biển lửa. Cầu treo dài nhất thế giới tại Cộng hòa Séc chính thức được mở cửa. Cây cầu treo dành cho người đi bộ dài nhất thế giới vừa được khánh thành tại một khu vực nghỉ mát trên núi ở Cộng hòa Séc. Cây cầu dài 721 m được xây dựng ở độ cao hơn 1.100 m so với mực nước biển. Nó kết nối hai rặng núi và treo cao tới 95 m so với thung lũng bên dưới. Cây cầu này được gọi là Skybridge 721, nằm ở phía đông bắc của Cộng hòa Séc trong dãy núi Kraliki Zetnik, gần biên giới với Ba Lan, cách thủ đô Praha khoảng 200 km về phía đông. Tối đa 500 người sẽ được phép có mặt trên cầu bất kỳ lúc nào, mặc dù con số đó đã giảm một nửa trong hai tuần đầu tiên sau khi nó được mở cửa vào thứ Sáu. Cây cầu Skybridge 721 sẽ mang đến một tầm nhìn tuyệt diệu cho những người ưa thích độ cao, Cơ quan du lịch Cộng hòa Sát tin rằng cây cầu này có thể thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Cây cầu dài nhất thế giới trước đây là ở Aruka, Bồ Đào Nha, với chiều dài là 516 m Chuyển sang tin liên quan đến Việt Nam. Từ ngày 15 tháng 5, Việt Nam dừng xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh đối với tất cả khách nước ngoài và Việt Nam. Công điện được đưa ra và có hiệu lực ngày 15 tháng 5 khi số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 đã giảm cả ở Việt Nam và trên thế giới. Bên cạnh đó, thì Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Y tế theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và có chỉ đạo kịp thời và phù hợp. Số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày cùng với số ca bệnh nặng và tử vong ở Việt Nam đã giảm mạnh kể từ ngày 15 tháng 3 trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 ngày càng mở rộng. Theo báo cáo của Bộ Y tế vào ngày 6 tháng 5, tỷ lệ bao phủ của cả liều thứ nhất và thứ hai vaccine COVID-19 cho dân số trưởng thành của Việt Nam đã đạt mức 100% và tỷ lệ tiêm mũi thứ ba là 57,5%. Tỷ lệ bao phủ vaccine thứ nhất và vaccine thứ hai ở trẻ em từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4% trong khi tỷ lệ bao phủ mũi đầu tiên cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 13,7%. Theo Bộ Y tế Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện nằm trong số 6 quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất trên thế giới. Về cập nhật nhanh tình hình COVID-19 tại Việt Nam, bản tin COVID-19 của Bộ Y tế ngày 14 tháng 5 cho biết có thêm 1.895 ca mắc mới, trong ngày có thêm 2 ca tử vong. Hà Nội ghi nhận có 489 ca mắc mới, trong khi đó Sài Gòn số ca mắc mới là 45 ca. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một số tin tức giải trí với Thiên Hà và Nhân Nguyễn. Chào mừng quý vị đến với bản tin giải trí ngày 15 tháng 5 năm 2022 Bản tin hôm nay bao gồm các thông tin chính như sau Mark Anthony đính hôn lần thứ tư với bạn gái Á hậu kém 31 tuổi Tả lót em bé trị giá 120 USD của Goof khiến nhiều người đặt ra nghi vấn Nó có thật hay không? Cầu thủ bóng đá Messi là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới Nhóm thám hiểm làm nên lịch sử khi trở thành nhóm người Mỹ da đen đầu tiên lên đỉnh Everest. Viên kim cương to bằng quả trứng gà bán được hơn 21 triệu USD tại Geneva. Đến với chung mục điểm phim, mời quý vị theo dõi bộ phim Blended. Mark Anthony đính hôn lần thứ tư với bạn gái Á hậu kém 31 tuổi. Ca sĩ kim nhạc sĩ Mark Anthony người từng 3 lần đoạt giải Grammy và 6 lần đoạt giải Grammy Latin, đã cầu hôn Á hậu Hoàng Vũ 2021 Nadia Ferreira, kém anh 31 tuổi. Thông tin này đã được chính cặp đôi thông báo đến bạn bè bằng một bữa tiệc tối ngày 12 tháng 5 tại Miami. Người đẹp đến từ Paraguay cũng đã khoe tấm ảnh chụp chiếc nhẫn kim cương do Anthony tặng trên trang Instagram cá nhân. Được biết, nam ca sĩ đã quyết định cầu hôn bạn gái chỉ sau hơn 2 tháng công khai mối quan hệ của mình. Truyền thông Paraguay tiết lộ rằng, cặp đôi từng có cơ hội gặp gỡ tại một sự kiện âm nhạc từ năm 2016, nhưng không có mối quan hệ đặc biệt. Vào thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1999 mới nhận danh hiệu Hoa khôi tuổi thiên của Paraguay, trong khi Mark Anthony vẫn đang trong cuộc hôn nhân với siêu mẫu Shannon de Lima, kẻ manh 20 tuổi. Mark Anthony, sinh năm 1968, là ca sĩ, nhạc sĩ và là nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ, anh nổi tiếng ở dòng nhạc Latin và cho đến nay, anh đã bán được khoảng 12 triệu album trên toàn thế giới. Nam ca sĩ 53 tuổi từng trải qua nhiều mối tình với những người đẹp trong giới giải trí. Anh cũng đã trải qua 3 lần hôn nhân tan vỡ với Hoa hậu hoàng vũ Diana Torres, nữ ca sĩ Jennifer Lopez và siêu mẫu Venezuela Shannon de Lima. Nam ca sĩ hiện có tổng cộng 6 người con riêng từ những cuộc tình trước đó. Tả lót em bé trị giá 120 đô của Goop khiến nhiều người đặt ra nghi vấn, nó có thật hay không? Mới đây, thương hiệu Goop, một thương hiệu sang trọng, chuyên chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của nữ diễn viên người Mỹ Rodney Paltrow, đã thông báo rằng họ đã tung ra sản phẩm mới của mình, đó là tả lót dùng một lần với giá 120 đô la. Trong một bài đăng trên Instagram, Goop đã tiết lộ rằng sản phẩm Diaper là một tả lót dùng một lần bằng sợi len nguyên chất từ lông lạc đà, alpaca, và nó sẽ được cố định ở hai bên bằng đá hộp phách. Một gói gồm 12 chiếc tả được tẩm hương hoa nhài và cam bergamot mang lại cảm xúc tươi mới cho em bé, được bán với giá 120 đô la Mỹ. Cũng như những lần ra mắt hoặc giới thiệu một sản phẩm trước đó, thông báo về chiếc tả này của Group đã khiến không ít người hoang mang. Nhiều người cho rằng bài đăng của Group có khả năng là một trò đùa, Mặc dù công ty vẫn chưa xác nhận điều này. Nguyên nhân là do nữ diễn viên Paltrow, người sáng lập của Group, đã có những quảng cáo rầm rộ trong quá khứ và đã phải đối mặt với nhiều khoản phạt dàn xếp khổng lồ về những cáo buộc rằng công ty của cô đã tuyên bố không khoa học về một số sản phẩm của mình. Các sản phẩm và lời khuyên của Group cũng bị chế giễu trong nhiều năm. Mọi người cũng chỉ ra rằng một bài đăng trên thông báo về sản phẩm, dù nghiêm túc hay đùa cợt, gì đi nữa thì 120 đô cho 12 chiếc tả lót cũng có thể không phải là ý tưởng hay, nhất là trong khi tình hình khan hiếm sữa công thức cho trẻ sơ sinh đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Mặc dù gây tranh cãi, nhưng trong bài đăng của group cho biết The Diaper đã có sẵn để mua kể từ thứ Năm ngày 12 tháng 5. Cầu thủ bóng đá Messi là vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới. Lionel Messi, cầu thủ bóng đá người Argentina, đã trở thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới trong năm qua, theo danh sách hàng năm của tạp chí Forbes được công bố vào thứ tư. Theo Forbes, Messi đã kiếm được 130 triệu đô la Mỹ, con số đó bao gồm 55 triệu đô la Mỹ đã được xác nhận trong khoảng thời gian 12 tháng, kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2022. Với thu nhập này, Messi đã đứng đầu danh sách 10 vận động viên được trả lương cao nhất trong một năm. Cầu thủ bóng rổ LeBron James của đội Los Angeles Lakers là người tiếp theo trong danh sách sau khi mang về tổng cộng 121 triệu đô la Mỹ, phá vỡ kỷ lục 96,5 triệu đô la Mỹ đối với một cầu thủ NBA, kỷ lục do chính anh đã thiết lập vào năm ngoái. Vị trí thứ ba trong danh sách Thuộc về cầu thủ bóng đá kim đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo với thu nhập là 115 triệu đô la Mỹ. Hai cái tên còn lại trong năm vị trí đầu của danh sách bao gồm cầu thủ bóng đá người Brazil Neymar với 95 triệu đô la Mỹ và cầu thủ bóng rổ Stephen Curry của đội Golden State Warriors với 92,8 triệu đô la Mỹ. Theo Forbes cho biết, con số thu nhập trong lĩnh vực của các vận động viên kể trên bao gồm tất cả tiền thưởng, tiền lương và số tiền mà cầu thủ đó kiếm được trong khoảng thời gian 12 tháng. Trong khi đó, thu nhập ngoài lĩnh vực của họ là ước tính của các hợp đồng tài trợ, chi phí xuất hiện và thu nhập từ bản quyền hình ảnh. Nhóm thám hiểm làm nên lịch sử trở thành nhóm người Mỹ da đen đầu tiên lên đỉnh Everest. Sau nhiều tháng huấn luyện và có đi bộ leo núi đường dài, nhóm Full Circle Everest đã bắt đầu cuộc hành trình lên dãy Himalaya và trở thành đoàn thám hiểm đầu tiên người Mỹ da đen lên đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới trên mực nước biển. Tôi vô cùng vinh dự được thông báo rằng 7 thành viên của nhóm Full Circle Everest đã lên tới đỉnh Everest vào hôm nay, ngày 12 tháng 5. Nhóm trưởng Phil Henderson cho biết trong một bài đăng trên Instagram của Full Circle Everest. Trong một buổi phỏng vấn năm 2021, Henderson đã nói với truyền hình NPR rằng: "Tất cả chúng tôi đều là người da đen và hiện tại vẫn đang khan hiếm sự hiện diện của người da đen trong lĩnh vực leo núi. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang điều này đến cộng đồng, cho những người trẻ của chúng tôi nói về những lợi ích của việc ở ngoài trời, kết nối với thiên nhiên và có một lối sống lành mạnh trong cuộc đời của họ." Những cuộc thám hiểm trên đỉnh Everest bắt đầu được ghi nhận vào năm 1921. Đến năm 1953, Tenzin Nage, một nhà leo núi người Nepal, dân tộc Serpa và Edmund Hillary, người leo núi New Zealand đã chính thức trở thành người đầu tiên trên thế giới leo đến đỉnh Everest. Vào năm 2003, nhà thám hiểm người Nam Phi Sibusiso Villain đã trở thành người da màu đầu tiên đạt đến đỉnh cao Ba năm sau đó, Sophia Denenberg, một vận động viên leo núi người Mỹ, được mệnh danh là người Mỹ gốc Phi đầu tiên và là người da đen đầu tiên leo lên đỉnh Everest. Viên kim cương to bằng quả trứng gà bán được hơn 21 triệu đô la Mỹ tại Geneva. Nhà đấu giá Christie cho biết viên kim cương The Rock màu trắng với kích thước to bằng quả trứng gà đã được bán hôm thứ Tư với giá hơn 21,6 triệu franc Thụy Sĩ, tương ứng với 21,75 triệu đô la Mỹ, bao gồm cả phí, mặc dù giá bán đã ở mức thấp so với ước tính giá trị ban đầu. Viên kim cương nặng 228 carat mang hình dáng quả lê, được phân loại ở cấp độ G-Color, có tổng trọng lượng là 61,3 gram và kích thước là 5,4 cm nhân với 3,1 cm, khiến nó có kích thước tương đương với một quả trứng gà cỡ vừa một người mua dấu tên đã mua lại viên kim cương The Rock với ước tính trước khi đấu giá là từ 19 đến 30 triệu franc. Theo Max Fawcett, người đứng đầu bộ phận trang sức tại phòng trưng bày Christie Geneva đã hoan nghênh một vụ mua bán thành công ở vùng lãnh thổ chưa được khai thác cho một loại đá cùng loại. Trong phiên đấu giá hôm thứ Tư cũng có sự góp mặt của viên kim cương Red Cross, một viên đá màu vàng lạ mắt, nặng 205,1 carat, trị giá gần 14,2 triệu franc gấp đôi so với ước tính giá trị trước khi bán viên kim cương này đã được cắt từ một viên đá thô khai quật từ mỏ Griqualand của Nam Phi vào đầu thế kỷ 20 nó đã được đem ra bán đấu giá lần đầu tiên vào năm 1918 đến với chuyên mục điểm phim của tuần này mời quý vị theo dõi bộ phim blended Blended là một bộ phim hài lãng mạn gắn mát Adam Sandler, nam diễn viên chuyên đảm nhận những vai diễn thuộc thể loại này. Trong tác phẩm điện ảnh được ra mắt vào năm 2014, Slender sẽ đóng cặp với nữ diễn viên Drew Barrymore, một trong những người bạn diễn ăn ý của mình. Nội dung của Blended xoay quanh câu chuyện về ông bố gà trống nuôi con Jim Friedman và ba mẹ đơn thân Lauren Reynolds. Định mệnh đã đưa họ gặp gỡ nhau băng một buổi hẹn hò xem mắt nhưng cuối cùng lại biến thành thảm họa sau tai nạn lần này cả hai đã quyết định không muốn nhìn mặt nhau thêm lần nào nữa nhưng trớ chờ thay gia đình của jim và lauren đã tình cơ cùng tham gia một chuyến du lịch châu phi và hoàn cảnh đã bắt buộc họ phải ở chung khu nghỉ dưỡng tham gia các hoạt động cùng nhau quãng thời gian gắn bó của hai gia đình oan gia ngõ hẹp đã khiến cho jim và lauren nảy sinh tình cảm và cuối cùng nhận ra đối phương chính là mảnh ghép mà mình bấy lâu tìm kiếm mặc dù sở hữu nội dung và tình huống được đặt ra không quá mới mẻ blended vẫn là một bộ phim mang lại những giây phút hài hước và đầy thư giãn cho người xem chất liệu hài tình huống vốn đã quá quen thuộc khi tiếp xúc với dòng phim của adam sandler song vẫn không thể phủ nhận sự kết hợp ăn ý và đáng yêu của cặp đôi nhân vật chính nói riêng và kể cả những đứa trẻ trong bộ phim nói chung bộ phim blended hiện đang được có mặt trên netflix sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 14 tháng 5 2022 như sau. Một đô la Mỹ bằng 23.163 đồng Việt Nam. Ngân hàng nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 2022 đến 18 tháng 5 2022 như sau. Một Canada bằng 17.806 đồng Việt Nam. Trong khi đó, một Canada bằng 0,7720 đô la Mỹ và bằng 0,7427 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 110,50 đô la Mỹ một thùng giá dầu thô Brent là 111,50 đô la Mỹ một thùng, giá vàng là 1811,09 đô la Mỹ một ounce. Và trước khi kết thúc bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn cuối tuần, câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là chuyện hai người ăn cắp cừu với dòng đọc của Ngọc Yến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới hàng ngày trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chúc quý vị một Chủ nhật an lành và một tuần mới nhiều may mắn, nhiều thành công. Hoàng Anh cùng nhóm Culture xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Câu chuyện cuối tuần Chuyện hai người ăn cắp cừu Tại một vùng nông thôn nước Mỹ Có hai anh em nhà kia Vì quá đói kém, bần cùng Đã rủ nhau đi ăn cắp cừu Của nông dân trong vùng không may hai anh em bị bắt, dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự ST, có nghĩa là quân trộm cắp được viết tắt từ chữ Stealer không chịu nổi sự nhục nhã này người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ phản thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh ấy về ý nghĩa hai chữ st đáng nguyền rủa này còn người em anh tự nói với bản thân mình rằng Tôi không thể từ bỏ sự tin cận của những người xung quanh và của chính tôi. Thế là anh tiếp tục ở lại xứ sở của mình. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu. Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai mẫu tự ST vẫn còn in dấu trên vần trán anh. Ngày kia, có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai mẫu tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết này, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là người thánh thiện, tức là saint." một câu chuyện cho chúng ta thấy được hai người cùng sự khởi đầu giống nhau và cùng vấp ngã nhưng cách mà họ nghĩ về quá khứ khác nhau một người thì luôn lấy quá khứ để dằn vặt về bản thân mình còn một người đối mặt với quá khứ và xem nó như một bài học kinh nghiệm vì vậy chúng ta nên rộng lòng bỏ qua những sai lầm của người khác trong quá khứ khi họ biết sai và làm lại